Thưa quý vị và các bạn, đây là vườn chanh của anh Thọ. Anh đã phát triển vườn chanh này trong vòng khoảng gần 3 năm nay, và hiện bây giờ tán rơi vào tầm như thế này. Chiều rộng khoảng 3 mét, đường kính khoảng 3 mét, cao khoảng 2 mét rưỡi. Mỗi một cây chanh thì cái lượng quả nó sẽ như thế này các bạn ạ. Lúc đây là cái giống chanh gọi là chanh tứ quý, hay còn gọi là chanh tứ mùa. Tứ mùa là ở chỗ là trên 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 cây chanh thì thường là họ sẽ có rất nhiều thế hệ, lúc nào cũng có thể là họ chanh sẽ ra mầm lộc và nụ ra hoa và cũng ra quả to, quả nhỡ, quả nhỏ. Là khi chúng ta phát triển cây chanh này thì ưu điểm là không sợ mất mùa, bởi vì lúc nào chanh cũng cho thu và lúc nào chanh cũng có cái thế hệ đàn em kế cận. Ví dụ như cây này đây là cái quả to, nhưng mà đến đây này còn lại là quả to hơn, và đến đây là quả vừa vừa, đến đây lại là hoa, đến đây lại là lụ 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 hoa hoa lộc lá đấy. Thì chúng ta có thể thấy là gọi là chanh tứ quý tứ mùa là ở ở nhà nhà như vậy. Nhưng còn đặc tính của cái cây chanh này thì ăn nổi, dễ nổi, và cái giống chanh này thì rất là mọng nước các bạn ạ, cũng có cái vị như là chanh 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 quê mình, chanh ta rất là thơm. Nếu như chúng ta có một cái bồn cây cảnh, chúng ta có thể trồng một hai cây tạo thế tạo tán ở trước cửa. Nếu mà có thịt gà, chúng ta ra bứt một vài lá thì rất là tiện, rất là đẹp. Và trong các bữa ăn thì chúng ta có thể thấy là những cái gia vị nước chấm, cũng như là những cái giá trị mà từ quả chanh, lá chanh, từ những cái vật phẩm từ cây chanh cũng là rất là quý. Quý vị có thể liên hệ với cái số điện thoại là 0163 5305 982 để các bạn mua cái quả chanh, lá chanh, và chanh chiết cành, hoặc là các sản phẩm từ chanh tứ quý ở đây tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tôi nhắc lại số điện thoại là 0163 5305 982. Hiện bây giờ vườn chanh này rộng khoảng 2 ha và cũng đã đang phát triển kín, gần gần kín vườn. Thì đây là cái thành quả mà chúng tôi đã có ý tưởng lấy giống từ trên Hà Giang cách đây 3 năm. Lúc đó chúng tôi mua cũng giống là 120.000 một cành, chưa có cước vận chuyển, chưa gì cả, và phải đưa tiền trước. Nếu mà quý vị các bạn thấy cái mô hình này mà hiệu quả, tới đây một số những cái công ty xuất nhập khẩu họ sẽ có thể là đặt vấn đề là nhập với số lượng nhiều tấn quả chanh. Ví dụ như cái cây này thì ước tính là bây giờ chảy ngay xuống cũng phải được tạ rưỡi 2 tạ. Các bạn có thể thấy cái mật độ quả là sai như này. Đặc thù của cây chanh này, chúng ta lên 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 tưới nước đều đặn và lên phòng những cái sâu đục thân, lấm và những cái bệnh ở dưới gốc, dưới rễ. Thì đây là hệ thống nước tưới điểm ở trên vườn. Quý vị có thể liên hệ vào cái số điện thoại là 0163 5305 982. Nếu các bạn ở các tỉnh mua nhiều thì cái giá có thể là được hỗ trợ tốt hơn.
Và đặc biệt chúng tôi lưu ý các bạn là các bạn không nên mua tranh ghép, bởi vì tranh ghép thì nó cũng sẽ rẻ hơn về cái đầu giống hơn, nhưng mà cái giá trị hoặc là cái vị của nó không được, cái gen của nó không giữ lại được. Chúng ta nên chiết, và một cái cành chiết ở đây thì thực ra là nó cũng thường là bằng điếu thuốc hoặc là bằng đầu ngón tay út. Thì các bạn nên nên phát triển cái cây chanh này ở những cái miền đất khác. Với tôi thì bây giờ những cái số lượng như thế này thì hiện giờ là cũng có người đến tận vườn chảy. Giá thành thì nó cũng tùy. Có thời điểm thì 10.000, dưới 10.000, 20.000. Thế như là nếu mà chúng ta phát triển xử lý được ở trái vụ thì cũng là rất là tốt. Đây là cái trái chanh. Những quả như thế này thì là nó hơi bị sần sùi đúng không ạ? Nên chúng ta cũng lên xử lý. Trên đây là cái clip chia sẻ với cộng đồng mạng và những người nông dân yêu mến cây trồng vật nuôi. Cũng mong các bạn có thể là chia sẻ thêm để phát triển một cái mô hình trồng trọt mới nhất, đem lại cái giá trị kinh tế nhất cho bà con trên mọi miền đất nước. Tôi xin nhắc lại, tất cả các bạn lên liên hệ vào số điện thoại 0163 5305 982 để được chi tiết hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip trên. Đây các bạn cũng có thể hiểu đây là một clip giới thiệu sản phẩm cũng như là quảng cáo sản phẩm. Có những cái việc trình bày có thể là chưa được chuyên nghiệp, mong các bạn hết sức thông cảm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.